ngơi đi nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh này. Dạ. Sao nằm cấp cứu mà không thấy người nhà anh tới làm thủ tục nhỉ? Tôi đi là không cầm theo điện thoại. Hay bác sĩ cho tôi mượn điện thoại tôi gọi về cho vợ tôi được không ạ? Quân ơi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Alo, vợ à. Anh đang nằm cấp cứu ở viện Hoa Dương. Hả? Thế em có đến được không? Ừ, yên tâm. Bệnh viện ở đây khang trang, sạch sẽ, đẹp. Còn bác sĩ thì cao ráo, trắng trẻo, nhìn ngon lắm. Ừ, yên tâm nhá. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Anh gọi điện báo cho người nhà anh là anh đang nằm bệnh viện là được rồi. Mắc cái gì anh kéo tôi vào, lại còn khen tôi xinh và ngon nữa. Để làm gì? Bác sĩ tí nữa sẽ biết ạ. Bây giờ anh uống cho tôi 3 viên này. Sau 1 giờ đồng hồ nữa, uống cho tôi 1 viên này. Đây cái gì? Đúng rồi. Có thế này thôi à? Hết rồi. Thế thì mời bác sĩ ra ngoài để tôi tự chăm chồng tôi nhá. Cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi. Đấy chính là lý do vì sao tôi khen bác sĩ xinh mới cả ngon đấy. Chứ tôi mà không nói như thế thì biết đến bao giờ vợ tôi nó mới vào đây chăm tôi. Uống thuốc đi. Sao? Có chuyện gì nói xem nào. Thì lão Sơn nhà tao ấy, lấy nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ tao mới biết là lão vẫn nhớ nhung người yêu cũ mày ạ. Nhớ người yêu cũ á? Anh về rồi đây. Ồ, em chào anh Cường ạ. Ừ, chào em. Lâu lắm mới gặp Tấm đấy. Dạ, dạo này em cũng hơi bận ạ. Ừ, bận gì thì bận, nhưng mà chị em chơi thân với nhau thi thoảng phải năng qua nhà nhau chơi chứ lì. Dạ. Anh. Đây, tặng em yêu. Tặng em á? Ừ. Uầy, em xin nhá. Hai chị em ngồi chơi, anh lên nhà chút nha. Dạ. Nhất mày nhá. À mà mày vừa bảo là chồng mày nhớ người yêu cũ á? Ừ. Bình thường ấy thì tao không phát hiện ra đâu. Nhưng mà hôm qua lúc nhậu say, lão ấy gọi tên người yêu cũ. Thôi, người yêu cũ thì cũng chỉ là quá khứ rồi, quan tâm làm gì? Không, người ta thường bảo đàn ông khi say ấy sẽ thường gọi tên người con gái mà họ yêu nhất. Trộm vía, được cái là ông Cường nhà tao ấy chỉ được cái yêu chiều vợ con thôi. Thế này, vừa tối hôm qua tao bảo là dạo này da rẻ hơi xấu, xong rồi á, collagen hết lâu lắm rồi chưa kịp mua. Đi làm về mua luôn cho vợ hộp phát collagen. Được thế là gì? Cũng không chắc đâu. Bởi vì ấy, đàn ông ai chẳng giống nhau. Miệng thì cứ xoen xoét yêu vợ, nhưng mà phải say mới biết là lòng các lão như thế nào. Phải thật say mới biết á? Ừ. Ơ này. Sao hôm nay em lại dẫn anh đến đây? Thì bình thường anh hay ngồi đây với cả bạn bè. Hôm nay hai vợ chồng mình ngồi thử xem như nào. Nhá. Ok. Anh gọi món đi. Nhớ gọi cả rượu nhá. Thôi, hôm nay anh không uống rượu đâu. Thôi, bình thường vợ chồng mình ít khi uống với nhau. Hôm nay ngồi uống tâm sự một tí cho vui. Em ơi, anh uống cho nó thoải mái nè. Ôi, em uống hết một mình luôn. Em lấy cho anh uống tiếp nhá. Anh ơi. Yêu say chưa? Say làm sao được mà say. Thế anh yêu say rồi thì em đưa anh về nhà nhá. Mẹ Hậu à. Cái gì cơ? Hậu ơi.
Người ta thường bảo đàn ông khi say ấy sẽ thường gọi tên người con gái mà họ yêu nhất. Hậu là con nào? Chính Hậu không? Này thì Hậu này, Hậu này, Hậu này, Hậu này, Hậu là con nào? Chính Hậu không? Hậu là con nào? Nói. Hậu này, Hậu gọi Hậu ở đây, gọi con Hậu ra đây. Dạ em đây ạ, anh chị gọi em ạ. Cậu là... Dạ, em là Hậu, em là nhân viên quán. Anh chị cần thanh toán ạ. Em bị làm sao đấy hả chị? Anh chỉ gọi thằng Hậu ra thanh toán thôi. Có làm gì đâu. Sao lại đánh anh ta thua bé bét ra thế này. Úi dồi. Vascolagen, món quà từ biển cả. Vascolagen với 80% tinh chất collagen chỉ peptide giúp thẩm thấu nhanh, làm phục hồi da tươi trẻ, căng tràn. Vascolagen, món quà từ biển cả. Sản phẩm này không phải thuốc và không tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.